Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn nào đang xài sử dụng cây đàn workstation Nautilus mà chưa biết cách đảo cực pedal thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thứ nhất, các bạn sẽ vào nút mod, đảo vào cái chế độ là global. Tiếp theo, các bạn sẽ nhấn nút bay để chuyển qua một cái trang khác. Đây là cái global các bạn chỉnh sửa. Nếu mà các bạn đảo cực pedal thì các bạn vô controller hoặc là scaler. Đây thì cái pedal của mình nó sẽ là ghi là damper polarity, thì các bạn từ dấu trừ các bạn chuyển thành dấu cộng, hay là từ dấu cộng các bạn chuyển thành dấu trừ tùy theo cái pedal của bạn. Rồi, đã xong, các bạn sẽ lưu lại right global setting. Ok, rồi đây là cách chúng ta đã cập pedal. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video. Hẹn các bạn vào một video hướng dẫn tiếp theo.